Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranam gacchami, đệ tử quy Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyampi Buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyampi Buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyampi Dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyampi Dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyampi Sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyampi Sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyampi Buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyampi Buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyampi Dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyampi Dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyampi Dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyampi Sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati bata ve ramani sikha badang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vejamani sikkhapadang samajjami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana veramani sikkhapadang samajjami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana we chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Brahmacharya
Vệ Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya Vệ Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Ngu sa hoa đa vệ rạc ma ni sạch kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Mu sa wa da we cha ma ni sik kha pa dang sa ma di na mi. Để thôi. Su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na. Vệ rạc ma ni sạch kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ khi ơi không uống rượu và các chất say. Supra me ra ya ma cha pa ma da tha na. Vệ cha ma ni sạch kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vika lavo jana veramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vika lavo jana ve chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacca gita va dita bisu kadassa namala. Gantha bide tara dharana mandana vipu sanatthana. Veramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nakajita wa dita visu kadasana malagan tawile panatha chanaman danawifu sanatana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Uccasya maha sajana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Uccha sajana maha sajana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Imang athang gassamanna gattang puttappanyattang upposathang imang jarattin imang jadivassang sammadeva afirapittum sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha si kha ba da ni u bo tha si va la se na iman cha ra tin iman cha di va sang sa thu kang ka toa ap sa khi tap mang chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hạ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên gì vui. Ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Sĩ lê na su tân danh tí, sĩ lê na phu vô sa ma ra, sĩ lê na nịp vô tân danh tí, ta sĩ ma sĩ lăng vui su tha dê. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thú lành thai là nơi nương nhờ tôi thường cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm Phật chọn niềm sám hối, nhưng sợ hành tâm lỗi vô minh, từ thân khẩu đi khởi sanh, ngược mong Phật bảo đức thành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọng trọn niềm sám hối, những sợ hành lập lỗi vô minh, từ thân hậu đi khởi sanh, ngược mong pháp bảo lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô được an lành. Quy y tăng bảo tình thân, nguyện chân thật tác thành thân duyên, gieo tâm bọc trộm niềm sám hối, những sợ hành tâm lỗi vô, từ thân ý khởi sanh, nguồn tăng bảo đức lành từ dung. Bà quả tu sắp bà măng lăng rạc khăn tu sắp bà đê quả ta pháp bà bồ đà nụ phá quê nà sà đà sà thị hù anh tu tê. Bà quả tu sắp bà măng lăng rạc khăn tu sắp bà đê quả ta sắp bà hàm mà nụ phá quê nà sà đà sà thị hù anh tu tê. Bà quả tu sắp bà măng lăng rạc khăn tu sắp bà đê quả ta sắp bà sông gà nụ phá quê nà sà đà sà thị hù anh tu tê. Tớ các anh phúc có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư thánh lợi cần đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Thầy, chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp và con thành kính đảnh lễ ngày của thượng cùng chư tôn đức. Và hôm nay Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thamay, Nam mô Sangkhay. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính cảm ơn cô Huệ Ngọc và cảm ơn sư Hoa Nguyệt. Nam mô Bụt Thầy, đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên mạng internet qua Bantalks, Facebook và Zoom, mỗi ngày 2 giờ vào mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 4
năm 2022, Phật lịch 2565, bài học hôm nay môn học Kinh Tương Ưng, Samyutta Nikaya, chương 6, Tương Ưng, Phạm Thiên. Phẩm thứ nhất, bài 2, Kinh Tôn Kính, Garawasutan, tôn và ý chỉ để tránh ngã chấp, tỳ kheo giác đẳng chuyển soạn và biên soạn giáo trình. Chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài pháp thoại hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Cũng như lễ Đức Phật, đại lễ giáo pháp, đại lễ tăng chúng. Kính chào Thượng tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức có mặt. Hôm nay chúng ta học qua Tương Ưng Bộ Kinh, bài kinh Garawasutan. Bài kinh này nói đến cái sự tôn kính và ý chỉ. Hai pháp này xác lập giá trị của hành trình và cứu cánh của người tu tập. Và theo sơ giải thì sự kiện ghi trong bài kinh này xảy ra vào tuần lễ thứ năm sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Ngay cả một bậc giác ngộ như Đức Thế Tôn, Ngài cũng nghĩ đến chuyện cái việc mà Phật không phải lẽ nếu sống không có sự cung kính. Đức Na lớn cầu phải suy xét để tìm xem cái vị Sa môn Bà La Môn nào trong đời này có thể Ngài có cái sự Ngài sống với sự cung kính và ý chỉ nhưng mà không thấy, thì cuối cùng Ngài cũng phải cung kính và ý chỉ vào cái pháp này để giác ngộ. Như vậy thì đối với người Phật tử chúng ta tu tập thì cái chuyện mà chúng ta cung kính pháp là điều rất bây giờ chúng ta hãy nghe chánh kinh và sau đó sẽ cung kính Thượng tọa Tân Vị Giáo Sư hôm nay thuyết giảng cho bài học này. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Tuệ Siêu đã dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Bài 2 Kinh Tôn Kính, Garawasutan, tôn kính và y chỉ để tránh ngã chấp. Dẫn nhập,
sự tôn kính và ý chí xác lập giá trị của hành trình và cứu cánh đối với người tu tập. Không có hai pháp này thì tất cả nỗ lực không là gì và chẳng đi về đâu. Ngay trong ý nghĩa của hướng thiện và hướng thượng đã hàm nghĩa sự tôn kính và ý chí. Trong những ngày sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn đã liên tưởng đến điểm này và tự vấn chính Ngài. Tự hỏi và tìm ra câu trả lời, không có bất cứ chúng sanh nào trong thế giới nhân thiên cao quý hơn để Đức Phật tôn kính và y chỉ. Chỉ có diệu pháp được Thế Tôn giác ngộ là nơi y chỉ và tôn kính của Ngài. Chư Phật trong quá khứ và vị lai cũng giống như vậy. Từ ý nghĩa vô cùng tế nhị của bài kinh này, một người tu tập cần nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, dù ở giai đoạn nào của hành trình tu tập. Kinh văn: tôi được nghe như vậy. Thọ ấy, Đức Thế Tôn trú tại Ú Rú Quê La, cạnh bờ sông Niranjara, dưới gốc cây đa của những người chăn dê. Không lâu sau khi thành đạo, bấy giờ trong lúc độc cư tịnh mặc, ý nghĩ sau đây khởi lên nơi Đức Thế Tôn. Và Thế Tôn trong khi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: thật là bất hạnh nếu trong cuộc sống không có sự tôn kính và y chỉ. Vậy thì vị sa môn hay bà la môn nào ta có thể tôn kính và y chỉ? Rồi Đức Thế Tôn suy nghĩ: để làm viên mãn giới uẩn cần cụ túc, nên tôn kính một sa môn hay bà la môn. Thế nhưng ta không thấy trong thế giới chư thiên, ma vương, phạm thiên, nhân loại có tu sĩ hay ẩn sĩ nào có giới hạnh cụ túc hơn chính ta, để ta có thể tôn kính và y chỉ. Để làm viên mãn định uẩn, để làm viên mãn tuệ uẩn, để làm viên mãn giải thoát uẩn, để làm viên mãn giải thoát tri kiến uẩn, cần cụ túc, nên tôn kính một sa môn hay bà la môn. Thế nhưng ta không thấy trong thế giới chư thiên, ma vương, phạm thiên, nhân loại có tu sĩ hay ẩn sĩ nào có giải thoát tri kiến uẩn cụ túc hơn chính ta, để ta có thể tôn kính và y chỉ. Vậy ta hãy tôn kính và ỷ pháp đã tự thân giác ngộ viên mãn. Rồi Phạm Thiên Sahambatti với tâm mình biết được tâm của Đức Thế Tôn, nhanh như người luyện tập thể hình co duỗi cánh tay, biến mất ở cõi Phạm Thiên, hiện ra trước Đức Thế Tôn. Vị ấy đắp thượng y một bên vai, quỳ chân phải, chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn bạch: như vậy là phải bạch Thế Tôn, như vậy là phải bạch thiện thệ, bạch Thế Tôn. Chư vị ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác trong thời quá khứ tôn kính và y chỉ Pháp. Chư vị ứng cúng, chánh đẳng giác trong thời vị lai tôn kính và y chỉ Pháp. Đức Thế Tôn bậc ứng cúng, chánh đẳng giác trong thời hiện tại cũng tôn kính và y chỉ Pháp. Phạm Thiên Sahambatti bạch như vậy rồi nói thêm: chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị lai và Ngài Phật hiện tại, bậc cứu khổ muôn loài, tất cả những bậc ấy đã và đang sẽ sống, tôn kính chân diệu Pháp. Chư Phật đều như vậy, nên ai muốn lợi lạc, ước vọng thành đại nguyện, hãy tôn kính diệu Pháp, nhớ lời chư Phật dạy. Thích văn: Về Cha Atita Sambuddha, chư Phật trong thời quá khứ, về Cha Buddha Anagata, chư Phật thời vị lai, vô chê ta ra hi sam buddho và đấng toàn giác trong hiện tại, ba hù nàng sô ca nà sa nô, bậc cứu khổ muôn loài, sắp bề sa thầm ma ga ru nô, tất cả tôn kính diệu Pháp. Quý hàm su quý ha ra tí chá đã thể hiện, đang thể hiện sự tôn kính. Ta thà pí
Viharisanti cũng sẽ thể hiện Esabuddhanathammata, đó là luật chung của chư Phật. Tasmahiattakamena, do vậy người mong cầu lợi ích cho bản thân. Mahattamabhikkhata, với đại nguyện thành tựu mục đích cao cả. Sathammo Garukatappo, hãy tôn kính diệu pháp. Sarang Buddhana Sasana Sasasanti, niệm tưởng lời dạy của chư Phật. Thích nghĩa, theo sớ giải sự kiện ghi trong bài kinh này xảy ra vào tuần lễ thứ năm sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Cũng theo sớ giải thì giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn và giải thoát uẩn nằm trong cả hai phạm trù hiệp thế và siêu thế. Riêng giải thoát tri kiến uẩn chỉ là sự hồi quán. Pachawe khách na na nhà na, nên thuộc hiệp thế. Trong Tăng Kinh Chi Bộ 2 ghi lại, khi chính Đức Thế Tôn kể lại sự kiện này, thì Ngài cũng thêm là đại thể tăng chúng cũng xứng đáng để Như Lai tôn kính. Chuyển dịch và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, phần kinh văn đến đây đã hết. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Tịch Tri, Đức Tỳ Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học cái bài kinh với tựa đề là Kinh Cung Kính. Cái sự việc xảy ra đó là khi mà Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ ở tuần lễ thứ năm, trong có 7 cái tuần lễ. Thì trong khoảng thời gian đó thì Đức Phật cứ một chỗ này gần anh chơi, gần nơi chỗ giác ngộ của Ngài đây. Rồi Ngài quán tưởng lại về cái thành quả, với cái quả vị, cái sự an lạc của cái sự chứng đắc, cũng như là sự an lạc do cái quả vị Niết Bàn Ngài thành tựu. Thì Ngài cũng suy quán rằng anh là có những chúng sinh nào mà trước đây đó có thể xứng đáng cho Ngài lễ bái, đáng cho Ngài để cung kính. Thì Ngài xét thấy rằng nó là cả những vị, những người mà Ngài đã đi qua. Tức là chúng ta nhớ rằng khi mà Ngài còn là Bồ Tát thì Ngài gặp hai cái vị đạo sĩ A-la-ma, thì Ngài cũng thấy rằng cũng hai vị này Ngài đã đi qua, Ngài đến đó để học đạo đó. Thì sau đó thì Ngài đã thành tựu những cái thiền chứng mà do hai vị này đã chứng, cũng như là hai vị này đã mời Đức Phật Ngài, Đức Bồ Tát Ngài ở lại đó để mà truyền đạt đó. Ngài cũng không có ở lại, Ngài tiếp tục cái cuộc hành trình để xuất gia, tìm cái sự dạy cuối cùng. Thì ở đây đó là chúng ta thấy truyền thống ba đời của chư Phật cũng vậy, cũng luôn luôn sau khi giác ngộ thì tìm cái đối tượng
cái nơi để mà đáng cung kính, cái đối tượng để cung kính thì không có ai. Ở đây đó thì khi chúng ta nói đến cái sự cung kính và cái sự ý chỉ đó, cái sự ý chỉ rất là quan trọng. Giống như nói người tu Phật của mình là nương Phật, nương Pháp, nương Tăng. Con trọn đời nương tựa Phật. Con trọn đời nương tựa Pháp. Con trọn đời nương tựa Tăng. Mình có thể nói bằng cái lời nói. Trước Tam Bảo, trước sự chứng minh của chư Tăng. Để rồi mình nương tựa. Nhưng mà rồi đó thì cái sự nương tựa của một người phàm phu đó, nó không có bền vững, nó không có vững chắc. Bởi vì chúng ta biết rằng ngay cả đời này chúng ta tu, chúng ta nguyện là trọn đời nương tựa Phật Pháp Tăng như vậy, nhưng mà rồi thì đối với phàm phu thì có thể là còn bởi vô minh, còn bởi cái kiến chấp sai lầm. Cho nên nếu đời này chúng ta gặp được Phật Pháp đó, có thể đời sau chúng ta có thể gặp được Phật Pháp nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta không đủ cái duyên lành, không đủ cái sự lớn mạnh, thì chúng ta không thể nào gặp được Phật Pháp nữa. Có thể chúng ta tìm cái chỗ nương tựa nào đó ngoài Tam Bảo, ngoài Phật, ngoài Pháp, ngoài Tăng. Rồi chúng ta lại với cái tri kiến nó có thể lệch lạc. Bởi vì chúng sanh phàm phu thì có thể có những cái tri kiến lệch lạc. Và cái đối với cái tà kiến đối với người phàm phu thì vẫn có. Cho nên là có thể rằng chúng ta tìm một cái chỗ để thực hành nương tựa theo, y chỉ theo. Nó ngoài cái lời dạy của Đức Phật cũng có. Nói như vậy đó thì để chúng ta thấy rằng là cái việc mà Đức Phật ngài, Đức Bồ Tát ngài giác ngộ để thành Phật rồi đó, thì ngài thấy quả thật rằng cái giáo pháp này nó cao siêu lắm. Cho nên rằng một người bình thường nếu không có đủ cái duyên lành thì không thể nào mà hội nhập được cái giáo pháp này, và không thể nào mà thành tựu được cái quả vị mà con đường Đức Phật ngài đã giác ngộ. Chúng ta nói rằng là chúng ta nương tựa Phật thì trọn đời nương tựa Phật. Rồi chúng ta nói nương tựa Pháp, tức là trọn đời chúng ta nương tựa Pháp. Rồi chúng ta nói rằng mình trọn đời nương tựa Tăng. Thì trong cái ý nghĩ của mình vẫn có cái sự cung kính. Nhưng mà một khi chúng ta biết rằng tâm tánh của phàm phu, khuynh hướng của phàm phu thì nó có thể có một lúc nào đó chúng ta thay đổi vì cái hoàn cảnh, vì cái hoàn cảnh xung quanh của chúng ta, cái yếu tố khách quan để dẫn đến để chúng ta chối bỏ cái sự nương tựa của mình đối với Phật Pháp Tăng. Cái yếu tố nội tại, tức là yếu tố chủ quan của chính mình, do rằng một người phàm phu vẫn còn đầy rẫy cái sự đầy rẫy vô minh, đầy rẫy cái sự kiến chấp sai lầm, cho nên rằng là có thể chối bỏ Tam Bảo, chối bỏ với Tam Bảo. Và ở đây đó chúng ta thấy rằng truyền thống của chư Phật, dù là chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, vị lai, cũng như là chính ngài cũng vậy, thì tất cả những vị ấy đó đã và đang sẽ sống thì các ngài vẫn tôn kính cái giáo pháp, cái giáo pháp. Chúng ta thấy một điều đó là Đức Phật là bậc giác ngộ giáo pháp. Bởi vì trong suốt một cái thẳng thời gian dài, nếu chúng ta hiểu ở trong lịch sử của chư Phật đó, thì quả địa cầu của chúng ta có 5 vị Phật. Thì Đức Phật kế tiếp của Đức Phật Gotama của chúng ta là Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp. Cái khoảng thời gian từ giáo pháp của Đức Phật Kassapa cho đến
vị chánh đẳng chánh giác ra đời đó, nó rất là lâu, nó rất là lâu. Nhưng mà rồi đó là cái sự nương tựa ở nơi giáo pháp đó, nó rất là quan trọng. Và chính Đức Phật Ngài đã giác ngộ cái giáo pháp này. Đức Phật giác ngộ cái giáo pháp này, tìm ra được cái nguyên lý, cái sự vận hành của các pháp. Mà như chúng ta nói rằng Đức Phật là một bậc toàn tri, một bậc toàn tri, hay là một trong những 10 cái hồng danh của Đức Phật đó, của chư Phật đó, thì cho chúng ta biết rằng Đức Chánh Biến Tri, Chánh Biến Tri, Samma Sambuddho, Chánh Biến Tri. Thì khi mà mình nói rằng Đức Chánh Biến Tri, tức là Ngài hiểu biết tất cả các pháp, hiểu biết tất cả các pháp, từ cái pháp đưa đến thối đọa, rồi từ cái pháp đưa đến hướng thượng và đưa đến cái sự giải thoát, thì Đức Phật Ngài đều biết rõ được các pháp và cái sự vận hành của các pháp cả. Cho nên ở đây đó, khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ giáo pháp, nhưng mà Ngài tìm ra cái nguyên lý như vậy, nhưng mà cái giáo pháp này đó, là chúng ta hiểu rằng nhờ Đức Phật Ngài thực hành cái giáo pháp này mang lại cái quả gì mà chúng ta hiểu đó là quả vị chánh đẳng chánh giác, hay là quả vị độc giác, hay là quả vị thinh văn giác. Bởi vì sao? Chính Ngài thực hành cái giáo pháp này, và giáo pháp này mang lại cái quả vị đó, mang lại cái quả vị đó, cái quả vị mà chúng ta thường nói rằng Đức chánh đẳng chánh giác đó, thành Phật đó, là như vậy. Cho nên cái điều này rất là quan trọng. Có nhắc đến một cái câu chuyện như thế này. Có một lần nọ đó, thì khi mà chư tỳ kheo đang ngồi ở trong chánh pháp đường đó, tức là ngồi cái nơi mà thường là chư tăng ngồi để thảo luận về giáo pháp lời dạy của Phật đó, thì lúc bấy giờ tình cờ Đức Phật Ngài đi đến cái hội chúng đó. Nhưng mà ngày nghe chư tăng thảo luận với nhau về giáo pháp, thì Đức Phật ngài ngồi yên, ngài đứng yên ở bên ngoài chờ sau khi chư tăng thảo luận xong, thì Đức Phật ngài bước vô. Thì bây giờ thì chư tỳ kheo mới hỏi: thưa với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì chúng con không biết là có Đức Thế Tôn đến, cho nên chúng con vẫn thảo luận. Đức Phật ngài nói rằng khi mà các thầy hội họp nhau đó, thì các thầy, chúng ta cũng nghe được ở trong kinh đó, là nếu mà các thầy hội họp nhau thì có hai việc cần làm, đó là nói năng như chánh pháp và yên lặng của bậc thánh. Điều này cho chúng ta thấy rằng cái việc mà tôn trọng giáo pháp hay tôn trọng Phật pháp tăng đó rất là quan trọng, đặc biệt là tôn trọng giáo pháp. Bởi vì nói năng như chánh pháp, chúng tôi hiểu đó giống như là Tam Tạng Kinh Điển hay là Pháp Học. Và yên lặng của bậc thánh, tức là pháp hành hay là pháp thành, tức là mình giữ cái nội tâm để làm sao có được cái sự an tịnh, thanh lọc phiền não để giải thoát được. Điều đó rất là quan trọng. Điều đó rất quan trọng. Cho nên khi mà chư tỳ kheo biết Đức Phật bước vô, thì chư tỳ kheo đã nói như vậy, thì Đức Phật ngài đã nói rằng là Như Lai đó là sự tôn trọng, tôn kính giáo pháp, tôn kính giáo pháp. Cho nên là ở trong cái câu chuyện mà nói rằng khi Đức Phật ngài giác ngộ đó, ngài có 7 cái tuần lễ mà ở xung quanh cái cội cây mà nơi mà Đức Phật ngài giác ngộ đó, và trong 7 tuần lễ đó để ngài chiêm nghiệm lại cái giáo pháp, chiêm nghiệm lại cái quả vị mà ngài đã giác ngộ, rồi ngài chiêm nghiệm lại ở trong các cái sự vận hành về giáo lý duyên khởi, về những cái sự vận hành của các pháp đó, thì Đức Phật ngài đã có cái sự chiêm nghiệm đó. Cho nên á, ở đây khi mà mình nói trong đời sống đời thường, nói đến sự cung kính, nói đến sự cung kính, ngày nay đó Đức Phật đã tịch diệt rồi, hơn 25 thế kỷ rồi, chúng ta đi đến đâu chúng ta gặp hình ảnh của Phật thì chúng ta cùng tôn kính, quỳ đảnh
lệ xem như là hình ảnh của Phật để tỏ lòng tôn kính của mình. Rồi giáo pháp là lời dạy của Phật đó, thì mình cũng tôn kính. Rồi có một số người nói rằng mình đi đến chùa, mình thấy Phật mình lại được rồi, không cần phải xá chào đánh lễ chư tăng làm gì, ông sư làm gì. Thì sự thật ra đó là cái suy nghĩ đó đó, cái suy nghĩ đó đó, nó cứ chưa phải. Người Việt chúng ta có một cái câu là vào chùa lại Phật trọng tăng. Tức là nói như vậy để cho chúng ta thấy hai cái đối tượng mà ở trong Phật pháp của chúng ta gọi là quy Phật, quy pháp, quy tăng đó, chúng ta ngưỡng mong, chúng ta kính Phật, cúng. Chúng tôi nghĩ rằng do có cung kính cho nên xin lễ. Một người có cung kính thì mình kính một đấng nào đó thì mình mới quý trọng cái vị đó. Mình cung kính Phật là mình có một cái tâm để mà trọn vẹn quy ngưỡng đối với Đức Phật. Mình bỏ cái tôi của mình xuống, dù là mình xuất thân từ ở một cái vai tầng nào ở trong xã. Khi mà một người có tâm hướng đến Phật mà đảnh lễ Đức Phật bằng một cách cung kính, thì chúng tôi nghĩ rằng họ dẹp cái tôi của họ, họ bỏ bớt cái tôi của họ, họ mới cung kính được Đức Phật. Họ dẹp bỏ cái tôi của họ thì họ mới có thể cung kính được giáo pháp. Và họ dẹp bỏ cái tôi của họ, họ mới cung kính đến tăng chúng, đại thể tăng chúng. Chúng ta thường khi mà nói đến cung kính tăng đó, thì có một số người tự cho rằng là tăng là một người nào đó. Sự thật ra đó, chúng ta hình ảnh, chúng ta cung kính tăng đó, là cung kính một đại thể. Một vị sư cũng được gọi là tăng, và một đoàn thể của tăng cũng gọi là lực, gọi là bốn vị tỳ kheo, thì cái đó là theo luật tạng. Nhưng mà hình ảnh của một vị sư đắp y mang bát, rồi là thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, tức là giới định tuệ, có một tri kiến đúng đắn như vậy, có một cái sở hành đúng đắn như vậy, thì mình cung kính cái vị đó xem như là mình cung kính tăng. Một kinh kinh tăng. Cho nên á, mình đặt về cá nhân á, thì mình sẽ có bị thay đổi. Thay đổi trong cái niềm tin của mình, thay đổi trong cái cử chỉ hành vi giao tiếp của mình trong đời sống hàng ngày. Bởi vì một khi á, cái người phàm phu á, mặc dù là một vị sư, một người phàm phu, thì có khi cũng có những cái lỗi lầm nho nhỏ, có khi có những cái sự sai lầm nho nhỏ. Nhưng mà mình đặt cá nhân á, một ông thầy này hoặc ông sư kia đó, thì rõ ràng là mình đặt cá nhân. Rồi một khi cái vị đó mà làm mình không vừa lòng, làm mình là mất đi một cái gì đó, thế là mình mất đi cái niềm tin, cái đối tượng mà mình tôn thờ, tôn kính. Trong khi mình đặt đến một đại thể, một vị sư cũng là đại diện cho tăng, và hình ảnh của một vị sư, một vị tăng đó, thì đó là hình ảnh của tăng, hình ảnh của tăng. Và khi chúng ta đặt cái hình ảnh của tăng là đặt một đại thể, thì có một việc gì xảy ra đó, thì chúng ta cảm thấy nó là thoải mái. Chúng ta cảm thấy đó là vẫn có cái chỗ nương tựa. Chúng ta không có bị cái sự hụt hẫng, không có bị phôi phai cái niềm tin. Rồi chúng ta không có bị mai một cái niềm tin của mình đối với Phật pháp. Mà một người có cái sự cung kính thì cái niềm tin nó mới có thể là vững vững chắc được. Còn cái người mà không có cái sự cung kính ấy, thì không thể nào có cái niềm tin. Giống như chúng ta thấy rằng một vị sư đó nói pháp cho Phật tử thì cũng phải nồi, nó phải nơi, phải lẽ, phải nơi, phải lẽ. Chứ không phải là mình muốn nói sao nói đâu cũng nói được. Trong khi người ta không có niềm tin, trong khi người ta không lắng nghe, trong khi người ta không có cung kính, thì làm sao để nói Phật pháp. Thì đó cũng như vậy. Chúng ta tập cho mình có một cái đời sống cung kính. Cung kính Phật là thấy hình ảnh chúng ta lại.
chúng ta cung kính pháp ở đây đó, về mặt hình thức đó, thì quý vị thấy rằng cái cuốn kinh, cái cuốn kinh mà chúng ta gọi là Tam Tạng Kinh Điển đó, hay trong Đại Tạng Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ương Bộ, vân vân, hay là Luận Tạng chẳng hạn, về các cái bộ luận tạng cũng vậy, luật tạng cũng vậy, chúng ta tôn trọng về mặt hình thức, tôn kính về mặt hình thức, chúng ta để một nơi cao ráo, chứ không phải là như những cái cuốn sách bình thường, những cuốn tiểu thuyết chúng ta coi xong xem xong chúng ta quăng ra đó, mà cuốn kinh thì khác. Cuốn kinh chúng ta để một nơi cao ráo, chúng ta xem xong chúng ta cũng cất một cái nơi cao ráo, giống như trong chùa mà chúng ta thấy rằng có một tủ kinh Tam Tạng vậy đó. Chúng tôi nghĩ rằng đó là mặt hình thức. Cho nên có khi là mình tổ chức mình tụng Tam Tạng, hay là mình tổ chức mình cung nghinh Tam Tạng, thì để tôn kính cái lời dạy của Phật. Nhưng mà cái tôn kính quan trọng nhất đó là tôn kính trong sự thực hành. Tôn kính trong sự thực hành. Tôn kính trong sự thực hành. Nó rất là quan trọng. Bởi vì trong kinh Đức Phật có dạy rằng có hai sự cúng dường, gọi là Amisa Puja, tức là cúng dường bằng những cái lễ phẩm, những cái vật phẩm. Chúng ta bày tỏ cái sự cung kính Tam Bảo, chúng ta cúng cường dường hoa, nhang, đèn, bông hoa, nước thơm, hay những cái gì trang hoàng đẹp đẽ nhất, chúng ta cúng dường cho Tạo, cúng dường Phật, cúng dường quá, cúng dường Tăng. Nhưng mà có một cái sự cúng dường thứ hai rất là quan trọng, đó là Patipatti Puja, tức là chúng ta cúng dường bằng sự thực hành, cúng dường bằng sự thực hành. Thì trong hai sự cúng dường này đó, cúng dường bằng sự thực hành đó, là sự cúng dường cao quý nhất, cao quý nhất. Chúng ta cúng dường bằng những cái lễ phẩm thì cũng cao quý, nhưng so với là cúng dường bằng cái sự thực hành lời dạy của Phật rất là cao quý. Điều này cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài từ khi khoát nguyện, khi còn là Bồ Tát, Ngài khoát nguyện để thành Phật độ đời đấy. Rồi đến khi mà Ngài thành Phật ở kiếp chót là Đức Phật Tổ Gotama đó, trong suốt 45 năm hoằng pháp, Ngài miệt mài và với cái hạnh nguyện là mong sao cho chúng sanh được lãnh hội giáo pháp của Ngài, rồi để tu tập theo giáo pháp của Ngài, thực hành theo giáo pháp của Ngài để được cái sự giải thoát. Điều đó rất là quan trọng. Ngày nay chúng ta có nhiều cái hình thức để mà cúng dường Tam Bảo, nhưng mà Đức Phật á, cũng mong rằng cái việc thực hành của những người tại gia hay là các bậc xuất gia cũng vậy, là làm sao để thực hành Đức Phật. Cho nên Phật lớn xây tháp, cái việc mà ngày xưa chúng ta biết là xây tháp để xá lợi Phật, rồi các cái việc mà lễ nghi cung kính phần lớn là để dành cho những người cư sĩ, những người cư sĩ, những người cư sĩ ngày xưa là như vậy, để dành cho những người sĩ. Bởi vì những cư sĩ còn có những cái việc khác, hay là Đức Phật Ngài nói rằng khi mà Ngài vắng, không có còn ở trên cuộc đời này, thì xá lợi Đức Phật là cái đối tượng mà để cho những người chiêm bái. Rồi tượng Phật cũng là một cái chỗ chiêm bái, cây bồ đề là cái hình ảnh mà nơi mà che chắn Đức Phật, để mà Đức Bồ Tát để mà Ngài tu tập thành đạo thành Phật đó, cũng là cái nơi lễ bài, nơi lễ bài. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy rằng nếu mà nói rằng cái việc mà chúng ta cung kính không, người ông bà người xưa họ có nói cái câu là cung kính bất như phụ mạng. Mình cung kính là một lẽ, nhưng mà mình phải phụng mạng, tức là mình phải nghe lời, phải thực hành. Nói ở đây có nghĩa là cái việc thực hành lời dạy của Phật rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mà chúng ta thấy rằng đối với các hàng cư sĩ cũng vậy. Mình cái việc hộ trì Tam Bảo đó, thì ngoài cái việc hộ trì bằng những cái tài vật, những vật chất đó, thì cái việc hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp đó, bằng cái sự thực hành đó. Bởi vì mình hiểu, mình nghe, mình hiểu, rồi mình thực hành trong lời dạy của Đức Phật đó, thì đó là mình sự cúng dường bằng sự cao quý đó, sự cao quý đó.
cúng dường cao quý. Cho nên rằng khi mà mình chư Phật quá khứ cũng vậy, khi tìm một cái đối tượng để mà cung kính, thì sau khi các ngài giác ngộ rồi, thành Phật rồi, thì các ngài, đây là chúng tôi nói đến các chư Phật toàn giác đó, thì không có tìm một cái đối tượng nào để đáng được cung kính lễ bái, lễ bái. Và bây giờ thì Đức Phật ngài cũng vậy, ngài cũng cung kính giáo pháp, cung kính tìm một đối tượng để cung kính. Cuối cùng thì ngài không thấy ai để đáng để cung kính, mà ngài chỉ còn thấy được cái giáo pháp để đáng được cung kính. Đó là sự chiêm nghiệm của Đức Phật sau khi ngài giác ngộ. Và mỗi khi mà tôn thờ giáo pháp của Phật, mình thờ Tam Tạng thì đó là về mặt hình thức để tỏ cái lòng cung kính, tức là lời dạy của Phật ở trong Tam Tạng kinh điển. Nhưng mà cái việc mà chúng ta thực hành lời dạy Phật ấy, điều đó rất là quan trọng. Khi mà một vai trò ở trong một cái vai trò của một người cư sĩ đó, thì chúng ta thấy rằng việc gì chúng ta làm để hộ trì Tam Bảo, bởi vì người cư sĩ chúng ta cũng trọn đời quy Phật, trọn đời nương tựa Phật, trọn đời cung kính Phật, trọn đời nương tựa Pháp cung kính Pháp, trọn đời nương tựa Tăng cung kính Tăng. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta phải là thực hành. Người cư sĩ thì có nhiều cái phận sự ở trong cái việc đời sống hàng ngày, nhưng mà rồi đó thì cũng có đời sống hướng thiện, có đời sống hướng thượng. Hướng thiện là những việc thiện gì chúng ta làm để nhằm để tạo công đức cho chính mình, tạo cái hành trang cho chính mình. Còn hướng thượng tức là chúng ta nỗ lực tu tập ở trong vai trò, dù gì đi nữa thì mình cũng phải giữ giới của một cái người cư sĩ, hay là giữ thực hành đời sống thiền tập trong đời sống hàng ngày của mình. Đó là mình tu tập theo lời dạy của Đức Phật, và luôn luôn suy niệm, suy quán về bản chất của thế gian, về vô thường, về sự khổ của thế gian, để rồi từ đó chúng ta có chọn ra một cái đường đi để mà mình thực hành cái lời dạy của Đức Phật, để tìm được cái nguồn an lạc cho chính mình. Còn đối với các bậc xuất gia đó, thì chúng ta thấy rằng là nhiều khi ngày nay chúng ta luôn luôn hay chú trọng đến những cái hình thức, mặc dù là hình thức nó cũng liên quan đến cái nội dung, tức là đời sống thực hành. Hình thức đó nó tạo nên cái sự phồn, cái sự thịnh vượng của Phật Pháp mặt nổi về mặt hình thức. Thí dụ như chúng ta tổ chức những cái nghi lễ, cái nghi lễ đó, những cái gì nó có giá trị để tỏ lòng tôn kính Đức Phật, tỏ lòng tôn kính đối với giáo pháp, tỏ lòng tôn kính đối với tăng chúng. Nhưng mà rồi đó thì cái phần nội dung là chúng ta biết y chỉ, tức là biết nương vào trong giáo pháp lời dạy của Đức Phật. Thì đối với các nhiều khi đó, qua quá trình truyền dạy của Phật Pháp, giáo pháp tồn tại ở thế gian hơn 25 thế kỷ, rồi qua mỗi cái quốc gia, rồi qua từng cái thời kỳ, có nhiều khi đó là có những cái nghi lễ, có những cái nghi lễ mà chúng ta thấy rằng nó ngoài cái tôn chỉ của Phật Pháp, nó mang cái tính hình thức nó nhiều, nhưng mà rồi là không chú trọng đến những cái không đến với cái nội dung và cái nghĩa chính yếu ở trong cái lời dạy của Phật. Rồi cũng mỗi thời kỳ có nhiều khi ấy, bởi vậy cho nên chúng ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là bởi vì mình tin ở lời dạy của Phật, tin cái lời dạy của Phật, hiểu cái lời dạy của Phật, thì cái niềm tin của mình đối với Phật càng nhiều hơn nữa, càng nhiều hơn nữa. Mình tin cái lời dạy của Phật, mình thực hành lời dạy của Đức Phật, rồi mình mới thấy cái giá trị của tăng đoàn, cái giá trị của tăng đoàn, cái đại thể của tăng đoàn. Mình nói là mình tin tăng, nương tựa tăng. Chúng ta không cần phải phân biệt là thánh hay phàm. Bậc thánh là những bậc mà chúng ta dành cái thời gian trọn vẹn để chúng ta dành cái tâm trí trọn vẹn để chúng ta tin tưởng đối với bậc thánh. Bởi vì chính bậc thánh là những bậc mà đã thực hành trọn vẹn cái con đường
lời dạy của Đức Phật qua giới định tuệ, giới quẩn định quẩn tuệ quẩn giải thoát, quẩn giải thoát tri kiến quẩn vân vân. Bởi vì cái minh chứng cho cái giáo pháp của Đức Phật và cái sự giác ngộ của Đức Phật là cái quả vị của thánh tăng, quả vị của tăng chúng, đó là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Cho nên chúng ta thấy ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, trước khi Đức Phật ngài tịch diệt thì Đức Phật ngài mới nói rằng là: này chư tỳ kheo, hữu vi là vô thường, các thầy hãy tinh tấn, Như Lai chỉ là một bậc đạo sư, các thầy hãy tinh tấn. Và sau khi Như Lai tịch diệt thì các thầy hãy lấy pháp và luật làm thầy. Điều đó cho chúng ta thấy rằng Đức Phật mong chúng ta phải nương tựa ở nơi pháp. Cái pháp và luật ở đây đó chính là chỉ cho tam tạng kinh điển, hay là pháp học, pháp hành và ngay cả cái pháp thành. Pháp thành tức là những cái thành quả của tứ vị sam, bốn quả vị sa môn đó. Đức Phật cũng có nói rằng, Đức Phật cũng có dạy rằng là nếu ngoài bát chánh đạo ra thì không có bốn đệ nhất sa môn, không có đệ nhị sa môn, không có đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Tức là ngoài bát chánh đạo, hay nói cách khác, tức là ngoài đạo đế ra thì không thể nào có bốn quả vị thánh nhân. Mà bốn quả vị thánh nhân là sự minh chứng của giáo pháp của Đức Phật, do cái sự thành tựu thực hành lời dạy của Đức Phật. Mà ai đã truyền dạy lời cái giáo pháp đó? Chính Đức Phật. Chính Đức Phật giác ngộ giáo pháp, và giáo pháp làm nên cái quả vị của Phật. Đức Phật cũng thực hành bao nhiêu kiếp ngài trong cha tá cá, có thể là nói rằng là bao nhiêu kiếp ngày hy sinh xương máu. Mình nghe nói hy sinh xương máu thì nó nhiều, nhưng mà để rồi nguyện cầu thành Phật đạo đó thì rõ ràng là ngài thực hành các cái pháp độ la mật để chấp nhận, để bỏ, để cầu được cái quả vị giải thoát đó. Nó rất là công phu, rất là nhiều. Và khi mà thành đạo rồi đó thì ngài cũng không mỏi trong cái việc mà hoằng pháp lợi sinh, hoằng pháp lợi sinh. Khi mà ngài giác ngộ bây giờ ở trên cái gì? Quả địa cầu này nó có 61 vị A-la-hán, thì Đức Phật là một vị A-la-hán chánh đẳng giác. Còn những vị kia, 60 vị còn lại, đó là 55 anh em giác xá và 5 anh em Kiều Trần Như đó, là 60 đó, thì đó là những vị A-la-hán thinh văn. Thì bây giờ Đức Phật ngài nói rằng: các thầy tỳ kheo, các người hãy đi mỗi người mỗi ngã, vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Điều đó cho chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng mong cho mọi người được thấm nhận trong lời dạy của Đức Phật và thực hành lời dạy của Đức Phật, lãnh hội giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ nói rằng khi mà một người tu đó thì có tu gì thì tu, nhưng mà mình cũng phải thực hành cái giới hạnh. Giới hạnh, bởi vì cái giới tức là cái ngăn ngừa, mình biết ngăn ngừa cái hành vi của mình. Từ cái việc giữ giới đó, nó giúp cho mình tâm mình dễ dàng an tịnh. Bởi vì trong cái thanh tịnh đạo đó thì ngài Bồ Tát Vô Sáng ngày nói là giới là tạo nên sự bất hối. Một người có giới thanh tịnh thì cái tâm của họ không có cái sự hối hận, ăn năn hay là sợ hãi trước một cái gì hết. Giới ở đây đó thì chúng ta hiểu rằng ở cái mức độ của một người phàm phu đó cũng là giữ giới. Hay là nói trong vi diệu pháp đó, tức là giới ở trong sở hữu giới phần, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở trong các cái tâm đại thiện, trong tác tâm đại thiện. Bởi vì chúng ta là ngăn ngừa, nhờ giới để mà ngăn ngừa. Nhưng mà sở hữu bát chi đạo, tức là ở trong đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, ở trên phương diện tâm siêu thế đó, phối hợp với tâm siêu thế đó, thì chúng ta thấy đó là cái cách đoạn trừ. Đoạn trừ giới đó rất quan trọng. Cho nên giống như là một người mà xây một căn nhà như vậy đó, mà một người không làm cái nền móng cho vững chắc đó, thì cái căn nhà đó chúng ta có xây đồ sộ, quy mô, quy nga, tráng lệ, hoành tráng như thế nào đó thì dễ dàng bị lún sụp và dễ dàng bị đổ vỡ một cái căn nhà đó.
Thì cũng như vậy, với một người giữ giới, đó là cái nền tảng đầu tiên. Và khi mà mình có giới như vậy đó, thì đồng thời đó là một người tu tập đó, cũng làm sao để cho an định nội tâm. An định nội tâm. Không thể nói rằng cái tâm của mình xáo trộn giữa những cái trần cảnh ở bên ngoài được. Mà tâm của một người cần phải có cái sự an tịnh. An tịnh trong chánh niệm. Giống như Phật dạy rằng là tỳ kheo, vị tỳ kheo chỉ biết rằng những cái gì đang diễn ra, những cái gì đang trong cái sự mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, phải cần có cái sự chánh niệm. Trong cái sự xúc chạm cũng cần phải có sự chánh niệm. Và ở trong cái sự suy nghĩ của mình cũng đừng để cho cái tà tư duy mình sanh khởi. Bởi vì cái tâm mà bị cuốn trôi theo trần cảnh thì cái tâm đó, đó là cái tâm bị dục, bị chi phối, bị dục chi phối. Cho nên không có thể có được cái sự an tịnh. Một Phật dạy đó là một cái sự an tịnh từ nội tâm. Phải tập như vậy. Phải tập như vậy. Và chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo của chúng ta, đặc biệt ở kinh điển Pali đó, thì nói rằng hai cái sự thiền định, hai song trong hai cái sự phát triển nội tâm đó, tức là Samatha Pavana, tức là phát triển ở thiền chỉ, và cái thứ hai là Vipassana Pavana, tức là phát triển ở thiền quán hay là thiền tệ. Thì bây giờ khi một người tu tập cũng vậy, để tìm được cái sự an tịnh nội tâm thì cái điều đó cần phải có sự định tĩnh. Và qua cái sự định tĩnh đó thì cái vị hành giả mới có thể làm cho các cái triền cái được lắng dịu đi. Tức là tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, hôn thủy cái. Và từng ở cái việc mà các cái pháp triền cái, tức là pháp mà chúng ta hiểu ở đây đó là pháp che ngăn. Che ngăn. Nó che ngăn cái gì? Che ngăn cái nội tâm của mình. Làm cho tâm của mình không thể minh định, không thể sáng suốt, không thể rũ bỏ được. Và đó là những cái pháp chướng ngại, che ngăn. Và cái người tu tập thiền định là để làm sao lắng dịu. Và khi mà các cái chi thiền sanh khởi lên, nếu một người đắc sơ thiền, một vị hành giả đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân, thì những cái thiền chi đó nó sanh khởi lên là để đi lắng dịu được những cái triền cái, tức là tham dục cái, sân độc, trạo hối cái, hoài nghi cái và hôn thủy cái. Cho nên là chi thiền sanh khởi lên, chi tầm thì nó sẽ đối trị được hôn trầm, chi tứ thì sẽ đối trị được hoài nghi, chi hỷ sẽ đối trị được sân độc, chi lạc sẽ đối trị được trạo cử, trạo hối, và chi định sẽ đối trị được tham dục. Như vậy thì khi mà các chi thiền sanh khởi lên được đầy đủ thì vị đó chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nói trong kinh Tạng là tứ thiền, hay nói trong Di Diệu Pháp là ngũ thiền, chỉ còn xả và định. Thì lúc bấy giờ đó, cái nội tâm nó hoàn toàn được lắng dịu đi những cái triền cảm. Đó là sự an lạc, đó là sự giải thoát từ nội tâm, mà trong kinh gọi đó là tâm giải thoát, chê tô quý mô tí. Bây giờ chúng ta nói đến cái việc mà tuệ quán ở trong đời sống tu tập. Hồi nãy chúng tôi đã thưa với quý vị đó là ở trong kinh điển Pali nói đến hai cái loại phát triển, hai cái sự phát triển từ nội tâm, tức là hai loại thiền, thiền chỉ hay là thiền quán, hay thiền định hay là thiền tuệ đó. Thì có nghĩa là một người với cái tuệ quán ở trong đời sống, tức là phải có chánh niệm. Thông qua cái chánh niệm đó mà vị tỳ kheo theo dõi quán chiếu từ nội tâm của mình, thông qua với năm quẩn này. Và một điều đó, chúng ta thấy rằng nhìn ở trong các pháp hữu vi này, trong đó có ngũ quẩn đó, thì đều diễn biến ở trong, ở dưới ba cái hiện tướng. Đó là vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã.
cái vô thường mà một cái người tu tập thiền quán, tức là thấy, đang biết, và đang biết, đang thấy như vậy, đó là có chánh niệm. Nhờ cái chánh niệm mà mình mới có thể thấy rõ, biết rõ trong cái đang diễn ra, đang có mặt ở trong sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và tưởng quẩn. Cho nên chính cái sự sanh diệt của danh và sắc, thân và tâm đó, điều đó rất là quan trọng. Lâu ngày chày tháng cái chánh niệm được lớn mạnh thì tuệ sẽ sanh khởi, mới thấy rõ rằng sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này đều là thay đổi, đều là vô thường. Cái định lý vô thường đó nó xuyên qua trong các pháp hữu vi, nó liên quan đến những ngũ quẩn của chính mình, nó liên quan đến vạn vật trên cuộc đời này, nó thay đổi, nó biến đổi, nó không đứng yên. Mà chỉ có chánh niệm được dài dặn mới thấy được là cái sự không đứng yên đó, không bền vững đó. Có người mình thường là thường có cái ngã chấp, tôi thấy, cho nên là cái thấy của mình nó còn bị phiền não chi phối đó, không có chánh niệm đó. Cho nên là mình buồn, mình vui, mình thích thú, mình tham tâm, hay là mình chán ghét, mình khó chịu. Điều đó do không có chánh niệm, cho nên là một cái sự phản ứng từ nội tâm, chúng ta cảm thấy buồn, vui, thấy thích thú, thấy ưa thích, vân vân. Phiền não nó sanh lên, khởi lên từ đó. Cho nên cái người thấy vô thường cũng có nghĩa là thấy sự sanh diệt của ngũ quẩn này, để thấy rằng không có cái gì thường tồn. Mình nói mình cho là mình thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi xúc chạm, tôi suy nghĩ, thì không có cái gì ở trong đó là gọi là thường tồn. Bởi nó luôn sanh diệt mà, thân tâm luôn sanh diệt, cảm thọ luôn sanh diệt mà. Thấy sự khổ, cái sự khổ này đó là cái sự bức bách của mọi trong ngũ quẩn này. Chúng ta nói rằng sanh già bệnh chết, hay là cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, là những cái gì mà khổ mà chúng ta có cảm nhận từ ở bên ngoài. Nhưng mà cái khổ của cái người tu tập thiền quán là thấy cái sự bức bách ở trong cái thân ngũ quẩn của mình. Bức bách là sao? Đó là cái sự tiêu đốt của phiền não. Cho nên cái sự khổ này đó, cái người mà cảm nhận được sự khổ, giống như trong kinh nói rằng một bậc thánh mà thấy được cái sự khổ thì đồng có nghĩa thấy được nguyên nhân sanh khổ, và đồng có nghĩa thấy được sự chấm dứt khổ, và đồng có nghĩa là thấy được con đường, phương pháp chấm dứt khổ. Đó là thấy của bậc thánh, cái sự thấy của bậc thánh, thấy đó là tuệ giác của bậc thánh. Còn với một người tu tập đó, làm sao để có cái tuệ, làm sao để có cái tuệ, và khi cái tâm được an định thì tuệ dễ dàng để thấy rõ được những điều đó. Và khi đó đó thì mới ngăn ngừa. Chúng ta thấy rằng là sở dĩ chúng ta bị luân hồi là vì chúng ta bị cái phiền não. Bị phiền não, phiền não là chất xúc tác để tạo nên cái sự hành vi của chúng ta. Và do có cái sự hành vi tạo tác tư đó, cho nên chúng ta có hiện hữu của thân ngũ quẩn dưới dạng này hay dưới dạng khác, dưới dạng này hay dưới dạng khác. Cho nên ở đây đó là chúng ta biết được cái nguyên nhân để đưa đến cái sự đau khổ, đó là phiền não, chính là do vô minh, hay là do tham ái, hay là do chấp thủ. Cái chấp thủ trong tự ngã, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, hay thức quẩn, cái chấp thủ đó. Mà làm sao để đoạn trừ được tham ái? Chỉ có cái tuệ quán, tức là cái tuệ giác của một cái bậc thánh, thì có khả năng để cắt đứt những cái phiền não. Cái giải thoát đó là giải thoát lìa ra khỏi phiền não. Giống như một người mà chúng ta tự thấy khinh an, thấy nhẹ nhàng, không bị sự dướng mắc ràng buộc cái gì, thì người đó thấy thảnh thơi nhẹ nhàng như thế nào. Cũng như một bậc thánh sau khi đoạn trừ những phiền não, thì các ngài thường
thường thốt lên những cái lời mà ta gọi là những lời cảm thán của một bậc thánh. Chúng ta đọc ở trong những cái câu chuyện của những bậc thánh nhân, các ngài sau khi giác ngộ thì các ngài thường nói lên những lời cảm thán để nói lên cái sự an lạc, nói lên cái sự hạnh phúc của một bậc đã hoàn toàn giải thoát hay một bậc đã tiêu trừ những phiền não. Khi mà mình còn một người phàm phu mà còn chấp giữ cái phiền não đó, thì chúng ta không có một cái sự tiêu hóa nào, chúng ta không có một cái sự cảm nhận, chưa có một cái sự cảm nhận nào một cách sâu sắc ở trong cái mà Phật gọi là dứt trừ phiền não, đó là sự hạnh phúc. Vì vậy cho nên là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói rằng Nibbanang Paramang Sukhang, tức là Niết Bàn, tức là cái hạnh phúc tối thượng, cao quý. Trong cái sự, các cái sự cao quý, trong cái sự hạnh phúc, thì cái hạnh phúc của Niết Bàn là một cái hạnh phúc cao quý. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy rằng về cái mặt tri kiến của các bậc thánh là các cái bậc mà đã tận trừ những phiền não, một phần của phiền não, hay là những bậc đã hoàn toàn tận trừ hết tất cả các cái phiền não, thì cái sự hạnh phúc đó là hạnh phúc cao quý. Cái người mà tôn trọng Pháp đó, y chỉ Pháp, y chỉ Phật, y chỉ Pháp, y chỉ Tăng, là cái người mà thực hành lời dạy của Phật. Chúng ta nói đến bậc thánh là nói đến cái bậc mà đã có một cái niềm tin sâu sắc đối với cái niềm tin sâu sắc đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Cho nên là dù ai có nói gì đi nữa, giống như chúng ta nghe là ông Thiện Giác Cùi vậy đó, sau khi ông nghe cái bài pháp của Đức Phật rồi đó, thì ông bước, ông giác ngộ. Khi ông bước ra đó, thì lúc đó có một cái vị thiên biến cái hình Đức Phật, biến hình Đức Phật giống như Đức Phật ngồi pháp tòa khi nãy ở trong pháp tòa vậy đó, thuyết pháp cho ông nghe vậy đó, nói rằng ông hãy phủ nhận cái lời, cái niềm tin của ông đi, vì khi nãy nói như vậy đó, Đức Phật nói trong đó không phải như vậy đâu, nói là như vậy đó, là không phải là như vậy. Ông hãy phủ nhận những điều đó. Thì ông đã chứng quả Tu Đà Hoàn rồi, thì ông có nói rằng là ông không phải là một cái người nghèo, bởi vì người nghèo mà như cái vị thiên đó mà quá ra nói rằng ông là cái người nghèo, cần phải phủ nhận cái niềm tin của mình để rồi được cái sự giàu sang được đầy đủ. Mà chính ông Thiện Giác Cùi ông mới nói rằng thật là giàu chứ không phải là nghèo, bởi bậc thánh mới có là thất thánh sản được. Có thất thánh sản được chứ. Một người phàm phu thì làm sao có đầy đủ thất thánh sản được. Mà bậc thánh mới có đủ thất thánh sản. Tàm tài quý tài, giới tài, tính tài, thuế, thí tài, tuệ tài. Có đầy đủ. Có đầy đủ những cái tài sản. Bậc thánh mới có đủ. Còn đối với người phàm phu thì có khi có, khi không. Lúc có, lúc không. Kiếp này có, kiếp sau cũng có thể không. Nếu sự dài dặn chưa có, cái duyên lành chưa đủ, thì có thể là phủ nhận đi cái niềm tin đối với Phật, và phủ nhận niềm tin đối với Pháp và Tăng chúng, và phủ nhận cái sự nương tựa của chính mình, nương tựa của chính mình. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng ở đây, trong cái sự cung kính, mình tập cho cái tâm của mình biết cung kính, đại thể Tăng chúng cũng là một cái chỗ để cung kính. Bởi vì ngày nay Phật đã tịch diệt rồi, hình ảnh của Phật cũng chỉ là những cái hình ảnh mà để cho chúng ta tôn kính vậy thôi, chứ Phật cũng không còn ở trên cuộc đời này. Và còn hiện diện lại đó là giáo pháp của Đức Phật, còn hiện diện của chư Tăng chúng. Cho nên chúng ta cung kính Phật là chúng ta đem lòng tôn kính Đức Phật để lễ lại Phật. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta tôn kính giáo pháp, bởi vì giáo pháp mang lại quả vị Phật. Cả thinh văn Phật, chúng ta nghe nó thinh văn Phật thì nó lạ quá. Thinh văn giác, rồi độc giác, toàn giác. Mà những ai giác ngộ thì được gọi là Phật. Cho nên là mình cung kính Phật là mình y chỉ theo lời dạy của Phật. Mình cung kính Pháp có nghĩa là mình y chỉ theo giáo Phật. Và đó là sự cúng dường cao quý nhất, bằng sự thực hành lời dạy của Phật. Rồi mình cung kính Tăng chúng, bởi vì Tăng chúng là sự hiện diện trong cuộc đời này. Hình ảnh
từ cái hình thức, hình ảnh của chiếc y, hình ảnh của quả bát, hình ảnh của đầu tròn quay vuông, đó là hình ảnh của một bậc đáng tôn kính. Rồi cái thứ hai nữa đó, tăng chúng là những vị đang thực hành, đã và đang thực hành lời dạy của Đức Phật thông qua giới, định và tuệ. Cho nên nếu một người mà biết cung kính Phật, đó là nói lên cái lễ của mình ở trong cái sự trọn vẹn, hướng cái niềm tin của mình đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Rồi khi mà mình có niềm tin như vậy qua cái sự thực hành lời dạy của Phật, mình tin giáo pháp Đức Phật là mình thực hành lời dạy của Phật. Rồi khi mà mình thực hành lời dạy của Đức Phật là mình đã tỏ lòng tôn kính đối với Tam Bảo, tôn kính Tam Bảo. Bởi đó là sự y chỉ, sự nương tựa, và nương tựa đó là không bao giờ mất. Cái nương tựa đó là nương tựa chắc chắn. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy như thế này: ai quy y Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn sự thật, nương tựa đó mới thật là sự, thực sự là nương tựa an ổn, nương tựa an vui. Còn những ai mà nương tựa đền cây và bóng mát thần linh quỷ thần gì đó thì cái nương tựa đó không chắc, nương tựa đó không chắc. Bởi vì thần linh cũng luân hồi, thần linh cũng khổ đau, bầu đền cây bóng mát nó cũng chỉ là hình thức thôi, hình thức ở bên ngoài, không có cái chỗ nương tựa nào. Mà có nhiều người là cho rằng đền cây và bóng mát thần linh đó là chỗ nương tựa vững chắc cho chính mình đó, thì cái đó nó lại là không chỗ phải là chỗ vững chắc. Bởi vì cái niềm tin của mình nó bị lệch lạc, cái tri kiến của mình nó cũng có bị sai lệch, và về cái nhìn của mình thì mình tìm cái chỗ nương tựa như vậy. Trong khi Phật dạy mình là ai quy y Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn sự thật, tức là làm sao mình thực hành lời dạy của Đức Phật thấy được bốn sự thật, tức là thấy rõ tứ đế, thì đó là sự nương tựa vững chắc. Trong các cái hình thức nhà, trong các cái hình thức lễ nghi, đó cũng là chỉ là hình thức, nhưng mà cái hình thức lễ nghi đó để tỏ lòng sự tôn kính, những cái gì mà chúng ta thấy có giá trị để chúng ta nói lên một lòng tôn kính Phật, y chỉ Phật, tôn kính Pháp, ý tôn kính Tăng, y chỉ Tăng đó, thì đó là về mặt hình thức. Nhưng mà cái mặt nội dung á, tức là về mặt thực hành, thì cái điều đó rất là quan trọng. Chúng ta y tưởng thực hành lời dạy của Đức Phật, đó là sự cúng dường cao quý. Bởi vì trong hai sự cúng dường, Đức Phật nói rằng Patipati Puja, đó là sự cúng dường cao quý nhất. Dù chúng ta thực hành giới, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta cung kính, hay chúng ta trì giới, chúng ta tham thiền, các cái công đức thiện sự của mình làm là mình thực hành lời dạy của Phật đó. Đó là sự thực hành cúng dường cao quý nhất, và thực hành đó là sự y chỉ nương tựa chứng chắc nhất đối với mình, nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng là như vậy. Thì chúng tôi xin có chia sẻ và lời ở trong cái nội dung của cái bài học hôm nay. Có lẽ là còn nhiều ý nữa để Chư Tăng bàn thảo luận thêm, để chúng ta được, hội chúng chúng ta được lợi ích. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam Mô A Di Đà. Quý vị có thấy qua đường con ai vậy? Quý vị có thấy hòa thượng Giác Đẳng có mặt ở trong room không quý vị? Cảm ơn cô Phong Lan. Thưa có hả?
Con không biết là thượng tọa hòa thượng Giác Đẳng có trước máy không ạ? Nếu hòa thượng có thì thỉnh hòa thượng trở lại room để điều họp cái phần còn lại. Quý vị nào có mặt ở trong room liên hệ với hòa thượng Giác Đẳng dùm để hòa thượng trở vô để điều họp. Hôm nay hình như là có hòa thượng Tề Siêu, hòa thượng Giác Đẳng. Bây giờ quý vị liên lạc giùm hòa thượng Giác Đẳng để thỉnh hòa thượng Giác Đẳng vô room nhé. Dạ xin lỗi quý Phật tử, có nghe được chúng tôi nói không? Nãy giờ chúng tôi hỏi nhiều lần mà không ai trả lời hết. Dạ quý vị có nghe rõ không? Dạ. Dạ xin hỏi quý vị là thượng tọa Pháp Tân đã thiết xong rồi phải không? Dạ. Dạ. Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử, xin hòa thượng Quang Hỷ cho biết. Dạ, thưa quý vị, dạ thấy hòa thượng Tề Siêu cho biết rồi. Kính bạch hòa thượng Tề Siêu, hòa thượng Quang Hỷ giảng về một điểm rằng có nhiều người nghĩ rằng mình tu học Phật Pháp mình chỉ cần có kiến thức, hiểu biết và mình thực hành thôi. Còn cái chuyện mà mình cung kính hay không cung kính không quan trọng. Nhưng mà khi mà chúng ta về các quốc gia Phật giáo á, thì chúng ta thấy rằng người ta rất đặt nặng lòng cung kính. Thì bên Hòa Thượng là cái sự cung kính đó, nó có cái tác dùng như thế nào đối với cuộc đời sống tu học của chúng ta. Xin anh Nam Mô Bổn Thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng, kính thưa tăng, kính thưa quý vị. Sự thiếu cái pháp cung kính đó, là cho dù tự mình có cái pháp học dày dặn hay là mình có cái pháp hành biết hành thiền, nhưng mà nó không thể lớn mạnh, không thể trưởng thành được. Bởi vì như thế nào? Ở đây thưa quý vị, pháp mà khi Đức Thế Tôn Ngài cùng với chư tỳ kheo đi đến cái bờ sông, có một khúc gỗ đang trôi, và Ngài giải thích. Mình đoán cái nguyên nhân, nó có 8 cái nguyên nhân khiến cho khúc gỗ này nó không có trôi được đến biển cả. Thì ở trong đó có bị vướng cạn, đang cho như vậy một khoảng đó nó bị vướng cạn thì nó sẽ không trôi được nữa. Cũng như thế vị tỳ kheo gọi là
có bát trước niết bàn, đó có điều là tỳ kheo cứng rắn kiêu mạn, có cái sự kiêu mạn là tâm của vị tỳ kheo đó không có tiến hóa được. Vì ở đây á, cái tâm kiêu mạn manh á, vị này trên không có cung kính Đức Phật, cái đó là không cung kính giáo pháp. Rồi cái nữa là không có cung kính tăng chúng, không có cung kính các bậc trưởng lão cao hạ hơn mình. Thời như vậy tâm vị đó trở thành cái tâm quan vu. Vị này không có thiết tha trong cái việc học nữa, không có thiết tha trong cái việc hành nữa, do cái tâm kiêu mạn đó. Bởi vậy phải thực hành cái pháp cung kính. Ở trong luật Đức Phật ngài dạy những cái nghi thức mà một vị tỳ kheo nhỏ hạ phải có cái sự cung kính các cái vị cao hạ hơn, là lý do đó, chứ không phải là ngài đưa ra những cái luật lệ, những cái quy củ như thế này là vô ích đâu, thưa quý vị. Mà rất không ích cho cái vị tu tập. Bởi vì khi mà mình có cái sự cung kính hay là có cái sự tôn trọng người khác, mình có sự tôn trọng người khác, có sự tôn trọng cung kính người khác, điều này nó cũng sẽ giúp cho cái vị tỳ kheo có lòng tàm là quý, có lòng tàm là quý mạnh lắm, thưa quý vị. Khi mà vị tỳ kheo mà đứng giữa tăng chúng, sống giữa tăng chúng, vị đó không có cái sự tôn trọng các bạn đồng phạm hạnh, không có sự kính trọng các bậc trưởng lão, các bậc thầy. Thời như vậy người này khi mà họ manh động hoặc làm điều gì mà phạm đến pháp luật, phạm đến giới luật, người này không có lực quý ở tâm bác, tức là không có cái sự sợ hãi, bởi vì họ không có biết tôn kính ai hết, cho nên họ không sự sợ hãi sẽ bị khiển trách. Hai pháp đó thôi là chúng ta đã thấy chính cái sự cung kính đó nó giúp cho chúng ta, nó giúp cho người tu có được sự tiến hóa rồi. Những đứng lại là sự cung kính giúp cho chúng ta dẹp trừ cái tâm ngã mạn, không có bị vướng cản để chúng ta có thể cầu tiến. Thứ hai nữa là cái sự cung kính đó sẽ giúp cho chúng ta có được cái lòng tàm quý, nhất là cái lòng, cái tâm quý, biết hoặc biết ghê sợ, biết sợ hãi tội lỗi, thì như vậy sẽ ngăn chặn những ác bất thiện pháp để mà có thể làm cho vi phạm giới luật. Thì thưa quý vị, cái sự tôn kính có lợi lạc cho cuộc sống tu học là như thế. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận số 1. Nam mô Bụt Thầy.
Hòa thượng từ xưa, nhưng Hòa thượng còn ở trước mấy Hòa thượng Quan Hỷ, đến Hòa thượng Quan Hỷ xác nhận rõ một điều, đó là Đức Phật Ngài là bậc tối tôn ở trong tam giới, do đó Ngài không có ai khác để Ngài tôn kính, nên Ngài tôn kính giáo pháp. Đó học riêng của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta là con của Phật, chúng ta là người ngày hôm nay đó, thì dĩ nhiên là chúng ta cũng tôn kính giáo pháp rồi. Nhưng ngoài sự tôn kính giáo pháp, chúng ta còn tôn kính những thứ khác phải không? Tại vì tức là ở đây nhấn mạnh cái chuyện tôn kính giáo pháp chỉ là riêng trường học của Đức Phật. Còn có phải là khi mình đọc bài kinh này, mình nên biết rằng ngoài Đức Phật ra, chúng ta vẫn còn có những đối tượng như là thầy tổ, các bậc tôn túc, các bậc siêu trưởng để tôn kính, có đúng như vậy không? Xin kính thỉnh thầy tổ Quan Hỷ trở lại. Cái câu hỏi của Hòa thượng Giác Đẳng, trong câu hỏi đó đã có cái câu trả lời rồi. Nếu nói đến Đức Pháp Cung Kính thì chỉ riêng một mình Đức Phật là Ngài chỉ cái tôn kính giáo pháp thôi, bởi vì ở trong thế gian này không có một vị Sa Môn Bà La Môn nào, không có người nào nó thành cao quý hơn Ngài để Ngài cung kính. Còn như đối với chúng ta là những người còn đang tu học, nhất là phàm phu, thì cái việc mà chúng ta cung kính đó, thì chúng ta có nhiều cái pháp cung kính đó. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, kính kinh học, cung kính cái sự không dễ vui, rồi tôn trọng cái sự thất khiếp đãi. Đó là sáu cung kính. Rồi còn những cái đoạn kinh khác mà Đức Phật Ngài dạy chỗ này ở chỗ kia, như là cung kính thầy tổ, cung kính cha mẹ, cung kính các bậc kỳ lão trưởng lão, cung kính các bậc quân trưởng, Ngài dạy rất nhiều. Cho nên ở đây trong cái câu thảo luận sơ hai nói, hỏi rằng phải chăng với chúng ta là những người phàm phu thì ngoài cái sự tôn kính pháp bảo, chúng ta còn nên tôn kính vị chỉ các bậc cả kính khác. Đúng vậy thưa quý vị, như chúng tôi có trình bày khi nãy, ngoài cái sự tôn kính giáo pháp ra thì chúng ta còn có nhiều cái sự cung kính ngay cả người chỉ lớn tuổi hơn mình vài tuổi thôi, là bậc đàn anh thôi, chúng ta cũng phải có cái sự tôn kính. Đừng nói chi là các bậc hữu ân như là cha mẹ và thầy tổ. Và như vậy thì khi nào mà chúng ta còn thấy trong lòng có cái sự ngạo mạn, trong lòng mình có sự ngạo mạn, thì chúng ta cần phải thực hành cái pháp cung kính cho nhiều. Thậm chí chúng ta gặp những cái vị dầu cho nhỏ hạ hơn, nhỏ tuổi hơn, nhưng mà mang cái hình thức y cà sa vân vân, chúng ta có sự tác ý, đó là những vị mang cái màu sắc từ khứ,
mình có cái sự tôn trọng cái đó cũng hay chứ quý vị. Tập làm sao để chúng ta có hay. Và thượng giác chánh là sư trưởng, lúc xin tiền sư trưởng thường nói dầu cho cái vị sư đó một vị tỳ kheo trẻ, vị tỳ kheo đệ tử hay một vị sa di, nhưng mà đã mắc mặt chiếc y cà sa trên người thì sư trưởng cũng không có cái nỗi thoái mạ hay là sai biểu làm cái này làm cái kia. Sư trưởng không có sao. Sư trưởng thường nói hoài cái chuyện mà vô chúa Bồ Tát mà nhìn thấy cái màu cờ của thánh giả màu y cà sa mà người thợ săn đắp ở trên mình, mặc dù ông ta là bậy nhưng mà cô voi cũng không có nỡ nào mà dính mặt thức y. Nó cũng là một cái pháp cung kính cũng rất hay thưa quý vị. Mỗi một người chúng ta phải biết đó, cư xử như thế nào để cho thân của mình đứng được tiếng đẹp. Đức Phật dạy giải rằng thích u chung cơ rô tít mê tha huy u su ca rô quốc tê chè năng bậc trí làm cho tôi ngay thẳng, uốn nắn cái tâm ngay thẳng như người làm tên họ uốn nắn cái mũi tên. Cái mũi tên có thẳng thì nó bắn đi nó mới đúng mục tiêu được, còn nếu mà cái mũi tên mà cong thì nó sẽ làm cho lệch cái mục tiêu, bắn lệch mục tiêu. Cũng vậy, chúng tôi tu tập làm như thế nào để chúng ta uốn nắn cái tâm này cho nó thẳng ngay. Ở trong một trong những cái pháp thẳng ngay đó, được khi mình cái tâm có cái sự kiêu ngạo, ngạo mạn thì đó cũng là một trong 16 cái pháp mà làm cho cái tâm nó cong queo, gọi là tâm cong queo. Bây giờ trí phải làm cho tâm thẳng, là chúng ta phải thực hành trong những cái pháp để chúng ta rèn luyện tâm, đó là cái pháp cung kính. Nhưng mà cung kính không chưa đủ, vì ở trong Mangkala Sutta kinh Cát Tường, Đức Phật ngài dạy còn hai điều: Garu chát đi qua tô chát e tâm mặc là mướt tâm ăn. Cung kính và khiêm nhượng, cái pháp cung kính được cái pháp khiêm tốn đó thưa quý vị, nó cũng hay lắm hai pháp đó. Bởi thế mỗi người chúng ta khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải tự mình biết cái nào là cái điểm yếu của mình để chúng ta chỉnh sửa. Cái tâm mình như thế nào là điểm yếu, còn có cái tâm kiêu ngạo, ngã mạn hay là ngã chấp vô vân, biết cái đó là cái yếu điểm thì chúng ta phải chỉnh sửa lại. Những cái pháp căn bản mà ở trong Lục Tạng Đức Phật ngài cũng có nhắc đến đó,
là như sám cái pháp cung kính, nó cũng giúp cho hoàn thiện về mặt giữ giới luật, cũng hay lắm thú vị. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận số 2 và thượng giác đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Xin kính chào thượng tọa Tây Nguyên vừa mới vào trung tâm. Sa thú kính trưng hòa thượng Tự Siêu. Bạch hòa thượng phiền hòa thượng khoan khỉ, có câu này nó hơi tế nhị chút, hòa thượng quan giải rõ cả bài kinh của Đức Phật. Chúng tôi không có nghe về thượng giáo đẳng nói chi cả. Ồ. Dạ, dạ, không biết quý vị có nghe được không? Thì... Dạ. Dạ. Dạ, bạch hòa thượng, hòa thượng, phiền hòa thượng hỷ giảng dùm cho cái ý nghĩa câu số 3 luôn. Tại vì nguyên cả câu, cái bài kinh này nó khởi đầu từ cái câu, cái ý, từ ý nghĩa của, cái ý nghĩa của Đức Phật là nếu chúng ta sống trong đời này mà nó là một điều bất hạnh, tức là gì, từ chữ đúc khá đó, tạm dịch đúc khá đó, đó là một bất hạnh nếu chúng ta không thì quan hỷ giải rõ ý nghĩa của... Anh có một cái thầy vậy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, ở trong cuộc sống này những con người chúng ta đều có cái gì đó để như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa, để có vui. Có người họ thích chơi đồ gỗ, có người họ thích chơi phong lan, có người họ thích chơi trường kiếm, có người họ thích vẽ tranh, thích làm thơ, thích sáng tác, viết văn, vân vân. Thì ở trong cuộc đời, đời sống này chúng ta có cái để chúng ta cách là chúng ta hướng tới, thì như vậy là chúng ta mới có cuộc sống, chúng ta mới có hạnh phúc. Một có hạnh phúc có nghĩa là chúng ta mới không có cái sự nhàm chán, mới không có sự khổ nương niu công việc. Chúng ta sống ở trong cuộc sống mà chúng ta không có một cái đối tượng để mà tôn kính và ý chỉ, thì như vậy là cuộc sống của chúng ta nó sẽ rơi vào cái sự hụt hẫng về tinh thần. Chính cái sự hụt hẫng về tinh thần đó, đó chúng ta gọi là điều bất hạnh hay là đau khổ. Giống như ngày xưa đó thưa quý vị, chúng tôi thí dụ cách khác nữa. Thuở xưa, người con, người cháu
nó lớn lên trưởng thành đi học hay đi tha phương cầu thực, nhưng mà trong lòng nó nhớ về quê hương, nơi đó có ông có bà có cha có mẹ, để mà nó kính trọng, nó thương yêu. Do vậy dầu đi xa nhưng mà hàng năm cứ Tết đến là đi về, đi về để viếng cha viếng mẹ viếng ông viếng bà. Như vậy thì ở trong cái đời sống, dầu cho người đó có tha phương cầu thực, nghèo khổ, nhưng mà gần tới cái ngày Tết nhất, nghĩ đến cái chuyện là mình được về quê để thăm cha thăm mẹ bên cạnh những người thương yêu mình kính trọng, thì cuộc sống nó có cái gì nó rất là ý vị. Nhưng mà thời nay đó thưa quý vị, thì người ta chạy theo cái phong trào cái vật chất, những cái ngày tư ngày Tết họ chỉ biết là đi chơi, chỉ biết đi du lịch chỗ này chỗ kia, họ không có nghĩ tưởng đến cha mẹ ông bà còn đang ở dưới quê ở nơi đó, và họ không có cái sự kính trọng và không có cái gì mà thu hút để họ đi về. Thế rồi cuộc sống nó sinh ra cái sự đơn điệu, cái sự nhàm chán, và dần dần cái xã hội nó khô khan, mất rồi con người ta sống trong cái sự hoảng loạn của hoảng loạn tinh thần. Nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ cái điều này, chúng ta sẽ thấy do vậy cho nên chúng ta phải có một cái pháp cung kính, phải có một cái pháp cung kính, có cái sự tôn trọng, có cái chỗ để chúng ta y chỉ, thì chúng ta mới cảm thấy vui, cảm thấy hoan hỷ. Ngày xưa thưa quý vị, khi mà sư trưởng còn sinh tiền, cũng là một sư cậu của chúng tôi, cậu cũng như mẹ, cho nên hễ sư trưởng ở chùa Đức hàng năm vào những cái ngày lễ, như sư trưởng tổ chức lễ giỗ của ngài của thầy hòa thượng Tịnh Sự, của ngài hòa thượng Tịnh Sự, hay là lễ dân y vân vân, là thứ ngày đó chúng tôi được biết là chúng tôi đi về trong cái niềm hoan hỷ, bởi vì nghĩ rằng có sư cậu ở trên đó là mình có cái sự thương, cái sự kính. Và ngày xưa khi mà thân mẫu chúng tôi còn xin, chúng tôi đi thành phố hay đi đâu không biết, nhưng mà chúng tôi nhớ đến cái ngày, cái bữa mà mình, cái buổi mà mình trở về Vĩnh Long để thăm lại mẹ, trong cái niềm hoan hỷ thương kính, thì tự nhiên làm có cái sự hưng phấn hoan hỷ. Có lúc đó đó, vào thân mẫu chúng tôi mất 2010 đến 2011, của chúng tôi phải nhận lời của giáo hội để qua làm trụ trì chùa Vi Giác. Và chùa Vi Giác thì sau khi mà hòa thượng mất 27 năm sau đó, thưa quý vị, là không có ai tu bổ hay là sửa sang, nó hoang tàn lắm. Khi mà chúng tôi qua đó, chúng tôi
lúc ban đầu chúng tôi hơi nản. Chúng tôi thường nói với các vị sư, nói chưa tăng chúng tôi nói, tôi đi qua vi giác, tôi có cảm giác đang ở lý, đi qua vi giác cũng giống như bị lưu đày vậy đó. Nhưng mà lúc đó chúng tôi mới suy nghĩ rằng, nếu bây giờ mà thân mẫu chúng tôi còn sống và thân mẫu chúng tôi đang ở bên vi giác ấy, thì chúng tôi qua đây thì chúng tôi hăng hái để mà chúng tôi tái thiết cái ngôi chùa ở bên Siêu Lý cũng vậy. Thưa quý vị, ngày xưa là chúng tôi rất hăng hái, vì sao vậy? Để có thân mẫu. Cái pháp cung kính nó lạ lắm thưa quý vị, khi mà chúng ta còn có một cái đối tượng để mà mình có cái sự cung kính, là mình còn có cái niềm vui, có cái sự hào hức để chúng ta làm việc. Còn khi mà không có cái đối tượng cung kính thì tự nhiên không có cái đối tượng rồi là chúng ta không còn có sự hăng hái để chúng ta làm việc. Nếu phải là như vậy, để cho quý vị hiểu rằng là trong lời dạy của Đức Phật, khi Ngài nói đến cuộc sống mà thật không phải lẽ, khi sống mà không có, cái sự tôn kính và ý chí, chúng ta chiêm nghiệm thì chúng ta sẽ hiểu được cái lời nói đó nó thâm thúy đến như thế nào, từ cái đời sống tinh thần của chúng ta cho đến cái đời sống tu tập của chúng ta. Cái đó là rõ ràng lắm thưa quý vị. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thổ luận số 3, Nam Mô Bụt Thầy. Sao chúng sinh quý đề nghị sự quý đọc thư cho cô thôi có nghe khủng. Chúng tôi xin được tiếp theo lời của nếu quý vị có nghe chúng tôi dạ xin lỗi quý, xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ vâng. Thưa quý Phật tử, có lẽ là thưa tòa tự quyền thì sẽ lần tiếp theo. Dường như thưa tòa tự quyền không nghe được. Chúng tôi xin ô dạ, dạ thấy rồi. Dạ thấy thưa tòa tự quyền. Thưa tòa tự quyền, chúng ta nên tôn kính pháp bảo như thế nào gọi là đúng cách, đúng nghĩa? Đặc biệt là trong đời sống của vị tu sĩ. Xin kính thỉnh thưa tòa. Quý Phật tử Quang Hỷ post lại câu câu thảo luận giúp cho. Dạ kính thỉnh thưa tòa tự quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, Giá để chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp của chúng ta. Chúng con kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu và Thượng Nhất Đẳng và Thượng Tọa Pháp Tân. Tâm mình hãy đến kể tuy đề đức tuy đức cùng sư chư tăng thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và quả thật thì nếu mà tôn kính đến pháp bảo
Thì ngoài ra cái chuyện mà về cái hình thức thì chúng ta sẽ rất là dễ hiểu, tức là chúng ta tôn trọng những cái bài kinh, những cái bài kệ, hay là từng những cái gì mà ghi trên đó, những cái lời vàng thức ngọc của Phật, và chúng ta lễ bái và chúng ta đọc tụng, thì đó cũng là một sự tôn kính. Nhưng một sự tôn kính đó, cao cả nhất đó, đó chính là như là Phật Hằng Giải Quốc Cơ Lý vậy đó, ai tôn kính hay cúng dường Như Lai một cách cao thượng chính là thực hành theo lời dạy của ta. Mà chúng ta nhớ cái câu mà cái câu huyền thoại á, so tham mang bát tít, so mang bát tít, so mang bát tít thì so mang bát tít, ai thấy pháp người đó sẽ thấy ta, ai thấy được ta, ai thấy pháp người đó thấy ta, ai thấy ta người đó đã thấy pháp, đã đồng đẳng kiến. Chúng ta cứ dễ hiểu như vậy, tức là đã đắc thánh. Thì ở đây cái đó chính là một cái sự tôn kính cao cả nhất. Nhưng nói như vậy thì nó quá lớn. Nhưng kính thưa quý vị, một cái sự tôn kính đối với pháp bảo đó, là chúng ta hàng ngày mà Đức Phật Ngài dạy, tức là chuyên niệm, thường suy niệm, hay là thường tu quán. Bởi vì một cái sắc na tâm của chúng ta khởi lên, tâm từ tâm bi thì là vô lượng công đức. Một cái sắc na tâm của chúng ta khởi lên mà chúng ta hít vào thở ra trong chánh niệm và tỉnh giác thì cũng vô lượng công đức. Đó đó, mà nói cái vô lượng công đức đó, nó đúng hơn là chúng ta niệm một cái như kêu niệm hồng danh của như ở bên Bắc truyền niệm hồng danh A Di Đà sẽ là vô lượng công đức, hay nghĩ một ý niệm thiện thì chúng ta sẽ đạt được nhiều cái công đức thiện. Thì nhưng đạt nghĩ cái gì và thực hành cái gì kia, chứ còn ý niệm thiện hoặc là suy niệm thiện, mà cái thiện việc thiện là việc thiện gì, đó là một sự tu tiến. Cho nên vì vậy chúng ta nhớ Đức Phật Ngài dạy một cái sự cung kính mà cái vị tỳ kheo Quốc Cơ Lý đi đến để gì, chiêm ngưỡng Ngài, gì có sự tôn trọng Ngài. Thì cái sự tôn trọng Ngài nó không phải là như là chúng ta phải cần phải sâu lên, tức là chúng ta cần phải bày ra, trưng ra để rồi chúng ta lễ, chúng ta bái, rồi chúng ta rải hoa, chúng ta đón chào. Đó là một cái như là một cái chuyện mà chúng ta coi như là túng hoa đón mừng, chuông trống rùm beng lên, chính đó là một sự đón chào, không phải như vậy. Hay là chúng ta biết sự đón chào của ví dụ như vị pháp sư đã đón chào rất là tốt, rồi đến khi vị pháp sư vào cái thời pháp không quan tâm gì đâu, tức họ nói sao mà vị pháp tư nó, vị pháp sư đã nói chuyện cho họ cười, cái họ vỗ tay, rồi nói vị pháp sư ca lên cái đoạn cái họ cũng vỗ tay. Thì cái sự thật ra cái này á, là chẳng những cả hai vị pháp sư và người nghe đó, cả hai cũng tôn trọng pháp bảo luôn. Bởi vì vị pháp sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai, chứ không phải là những kẻ khất cái cùng đinh, những người diễn kịch diễn nghệ để mua vui lòng thính giả. Cho nên ở đây vị pháp sư nói thuyết pháp thì nó có những câu chuyện vui, người ta vui, người ta cười, cho nó gọi là những điều mà cũng vừa phải thôi. Chứ nếu như đi một cách quá trớn thì quả thật thì đó cũng là thiếu tôn trọng pháp bảo. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là nói để cho vui vui rồi người ta hiểu, người ta vui rồi người ta nghe nó nhiều, không cần. Dù nghe dù nói nhiều kinh điển nhưng mà sự thật không có tịnh lòng, không có tịnh tâm, thì thà nói một câu cũng như chúng ta mượn cái câu đó vậy đó, ý niệm nó như vậy. Thì ở đây cũng vậy, cái sự cung kính pháp bảo tuyệt đối, tức là cần một sự thực nghiệm ở trong lòng.
thể hiện lòng tôn kính với pháp bảo chính là thể hiện một cái lòng đón nhận, một cái tỉnh tính, tỉnh tâm cầu pháp, một cái sự cầu đạo để được hiểu, để hoàn thiện tri kiến, để cải chánh tri kiến, để dò xét lại tri kiến của mình một cách đúng đắn. Chứ không phải là tôn kính pháp bảo ở đó chính là tôn kính pháp bảo, tức là tôn kính một vị giảng sư. Tôn kính pháp bảo có nghĩa là chúng ta bài một cái bàn pháp rồi chúng ta vỗ tay, chúng ta đón chào, không phải như vậy. Hay là chuông trống bát nhã, niệm như hồng danh, đó là chúng ta có sự cung kính, có sự tôn kính. Cái đó sự tôn kính nó tầm thường, nó bình thường, cũng là thiện. Thiện này nó bằng hình thức, còn cái tâm đại thiện kia nó bằng một cái sự tu tập, bằng sự dấn thân, bằng một cái sự đi theo dấu chân của ngài. Lúc mà hòa thượng hỏi á, thì lúc đó con cũng vừa có một cái cuộc điện thoại mà con bị phân tâm, nhưng thì con cũng trả lời ngắn cho người ta, thì bắt đầu con buông, con bỏ, thì cũng hỏi câu hỏi này. Nó cũng tựa tựa như con cũng giảng giảng cũng tựa tựa như thế này. Nó hỏi có người đó hồi xưa đó họ bên đạo, bên Giê-xu, bây giờ họ quay về với Phật, thì họ nói giữa Phật với Giê-xu vậy nó khác nhau sao? Thì hồi nãy con nói đó, đối với Phật thì Phật không có kêu ai đi theo ngài đó, không có đi về với ta, không cần đi về với đất Chúa, đi về với hay hoặc là làm theo ngài, thì coi như là hãy tin như thế này, phải biết như thế kia. Thì bên Phật không có dạy vậy, mà Phật ngài dạy rằng hãy thực hành đi rồi tin ta, chứ không có kêu tin ta, không kêu gọi niềm tin. Và ở một cấp độ khác nữa, thì được với cái lời Phật của chúng ta dạy đó, cái sự tất cả mọi việc, ví dụ ngay cả cái việc mà hành thiện á, thì cái đó hành thiện cấp thấp lắm. Cái hành thiện một cách mà chúng ta ban rãi, chúng ta từ thiện để vào chăm sóc người già, bệnh, cô đơn, mồ côi, rồi chúng ta đi làm những cái chúng ta gọi là cái việc công chẳng hạn như vậy. Cái đó nó là cái việc công đức nó bình thường. Có những người ta không phải là đạo, người ta cũng làm còn hơn gấp trăm gấp ngàn lần nữa kìa. Còn ở đây, nhưng chỉ có một người đó biết làm, tạo ra cho mình một cái chỗ dựa cho người, như là một cái vô quý thí, tức là không gây cái sự lo sợ cho người, rồi tạo cho mình một cái lòng hào sảng, một cái tâm tốt, sẵn sàng ban bố, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng buông bỏ, tha thứ cho người, thì đó mới là một giá trị lớn. Giúp người là một chuyện, mà ban bố, mà tha thứ cho người là chuyện lớn thứ hai nữa. Thì cũng vậy, Đức Phật ngài dạy chúng ta phải có một sự thực nghiệm do chính những lời dạy của chính mình, với chính những gì mà ngài đã kinh qua, đã ban truyền lại. Đó chính là một sự hành pháp cao cả, đó chính là một sự cúng dường tốt, đó chính là một sự tôn trọng. Mà sự tôn trọng này là sự tôn trọng xứng đáng nhất, bởi vì ai hành pháp thì người đó, ai thấy pháp người đó thấy Như Lai, ai thấy Như Lai cũng như người đó đã thành tựu pháp. Thì ở đây cái sự tu tập đối với mọi người đệ tử không phải chỉ là một chuyện mà cái chuyện bố thí cúng dường, hay cái chuyện lễ bái lễ lại đến chư đến pháp bảo, hay nói chung chúng ta đến tam bảo luôn, thì chúng ta phải luôn luôn có một cái tâm biết quay về với tam bảo, biết quay về với cái gì, với những lời dạy của Phật. Đó chính là chúng ta tôn kính pháp bảo rất là lớn. Bởi vì chúng ta nói thí dụ bây giờ sống bằng cái tình đó, gọi là chí tình, chí cốt, chí thân, chúng ta phải có sự thân gần, rồi không khen dở, không khen chê, khen ngọt, khen mặn gì, mà mình phải thực nghiệm, mình phải thực tế. Công người ta nấu, công người ta chuẩn bị tất cả mọi thứ, chúng ta ăn một miếng người ta vui, thì chúng ta nói trên cái tình thôi. Thì ngược lại cũng vậy, cái lời dạy của Phật mà chúng ta nếm trải để hưởng được, khi nào chúng ta hưởng được cái vị ngọt như chính ngài,
đã nếm trải, chính như Đức Phật đã nếm trải qua, chính như Đức Phật đã thực nghiệm, chính như Đức Phật đã chứng đạt qua, thì ngay khi đó thì chúng ta mới gọi là gần, hay là chúng thấy pháp được, chúng ta hiểu pháp được, chúng ta giác được. Còn quả thật ở trong cuộc đời này chúng ta cũng như cái miệng Nam Mô một bụng một bồ vô gâm thì cũng như thế thôi. Còn ở đây chúng ta đọc những lời kinh tiếng kệ, chúng ta đọc lên, nhưng chúng ta cũng có sự suy quán về những cái lời dạy của chính Ngài, chứ không chỉ là đọc một cái đọc suông, hay hoặc không phải nghe chỉ là nghe suông. Cái sự nghe pháp cũng vậy, là ôn lại, nhớ lại để nhằm tăng trưởng trí tuệ. Mà cái gì cũng vậy, thì như thế đó thì chính là một cái sự tôn trọng. Chứ còn nghĩ cái này tôi học rồi, không cần, không phải. Mà thực hành theo cái lời dạy của chính Ngài là một sự tôn trọng pháp bảo cả nhất và tối thượng nhất. Thì kính bạch hòa thượng, đây chính là những ý niệm của con chia sẻ như vậy. Nếu có đi một chút thì kính bạch hòa thượng là một của thầy dạy. Xin lỗi quý vị Phật tử không nghe chúng tôi nói. Xin lỗi quý vị không nghe. Thưa quý Phật tử, có điều này mà chúng ta nên ghi nhận cho rõ đó, là chúng ta đi theo những giá trị, chúng ta sống bằng những giá trị. Cái gì mà chúng ta tôn vinh, cái gì mà chúng ta kính ngưỡng, cái gì mà chúng ta hướng tới đó, thì chúng ta đi theo giá trị đó. Thật ra cái chữ Garavo là tôn kính đó, nó từ một cái ngữ căn có nghĩa là đặt nặng hay là xem trọng. Đặt nặng xem trọng, mình xem trọng chuyện đó. Nếu mà mình xem thường đó, thì có nghĩa là thiếu lòng cung kính. Chúng ta lấy ví dụ như vậy là có những Phật tử đi chùa thì vào cũng thắp nhang, cũng cúng và thường thường phước sư, nhưng mà cái lòng cung kính đó nó chưa đủ gọi là đặt nặng. Bởi vì lát nữa họ chạy qua chỗ ông thầy bói đó, chúng tôi biết là có những người Phật tử cúng chùa cúng 100-200 mỹ kim, nhưng mà họ qua thầy bói họ có thể cúng cho thầy bói 1-2 ngàn đô la để làm cái gì đó. Không phải là chúng tôi không kích thầy bói, nhưng mà điều đó có nghĩa cái niềm tin họ đặt nặng ở chỗ nào. Đây là một chuyện rất là quan trọng, là chúng ta sống, chúng ta đi theo cái giá trị mà mình tôn thờ. Và cái quan hệ mà lành mạnh nhất của chúng ta đối với những điều khả kính trong đời này, đó là sự tôn kính. Chúng ta đừng lầm lẫn giữa cái sự tôn kính và cái sự ái chấp. Ví dụ như chúng ta rất là dính mắt một bộ quần áo mình mặc, rất là nâng chiếc xe của mình chạy, rất là trân trọng những cái của cải vật chất như là quý kim quý thạch mà mình có, thì điều đó là một sự ái chấp chứ không phải là một sự tôn kính. Lòng tôn kính đó, có nghĩa là một cái ý thức rõ ràng cái đó là có giá trị và chúng ta thực sự quý điều đó. Và cái quý cái giá trị đó, nó khiến cho chúng ta sống mà có phân biệt được cái gì là trọng, cái gì là khinh, cái gì là nên hay không nên. Cái cuộc sống của con người mà quý vị để ý trong xã hội này, không có cái gì để cho họ trân trọng, không có cái gì để cho họ tôn quý hết. Thì thưa quý vị, đời sống của họ là một đời sống lạc lõng, đời sống không có định hướng. Ngày xưa đó, thì chúng ta phải nhận rằng người ta có những thứ lạc hậu,
có những thứ cổ hủ. Nhưng mà ngày xưa cũng có cái hay là người ta lớn lên với những cái giá trị. Ví dụ như là tam cương, ngũ thường, tam tùng, tứ đức, làm trai phải lập chí, hay là sống theo đạo quân tử v.v. Ít nhất là người ta cũng có cái giá trị định đặt để đi theo. Những người trẻ ngày hôm nay lớn lên là chỉ sùng bái vật chất, sùng bái hình tượng của các cầu thủ đá banh, của các ca sĩ nổi tiếng, của các tài tử đóng phim. Thì thứ gì lâu ngày trong lòng của chúng ta đó, chỉ có sự say mê, chỉ có sự đam mê, chỉ có những cái thần tượng như sự đam mê, mà chúng ta không có lòng cung kính. Chúng ta sẽ thấy một cái nền văn hóa nó rất khác. Một cái nền văn hóa mà không khả dĩ khiến cho con người sống hướng thượng, hướng thiện. Một nền văn hóa đó, nó khiến chúng ta mất cái chân đứng. Và đây là một điểm rất nguy hiểm. Bởi vì một ở trong những cái sự giáo dục về tinh thần mà một người nên có đó, đặc biệt là từ nhỏ đó, là cái thái độ biết cung kính, thái độ biết tôn trọng, biết trân trọng. Cái sự cung kính nó quan trọng. Cái sự cung kính là cái quan hệ lành mạnh nhất. Thí dụ như là chúng ta tôn kính với một vị thầy, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta đòi hỏi vị thầy phải là thế này, phải là thế kia. Chúng ta có cung kính với vị thầy không nghĩa là mình vướng mắc với vị thầy. Chúng ta cung kính đối với vị thầy không có nghĩa là chúng ta không hiểu rõ về vị thầy. Không hiểu rõ thì làm sao mà tôn kính được. Thì cái sự tôn kính là một chuyện rất là cần thiết. Tại vì có, đó là sự định đặt của những giá trị và giá trị tinh thần ở trong cuộc sống. Thưa quý vị, có một cái đặc điểm khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa các quốc gia Phật giáo. Các quốc gia Phật giáo thì cái lòng tôn kính được thấy rõ, và thấy rõ từ trong mà đến chùa tụng kinh nghe pháp, việc cầu nguyện kinh lại tượng Phật. Còn chúng ta thì đôi khi chúng ta không có thuần thành, không thấm nhuần trong đó. Nhiều khi chúng ta không có đủ lòng tôn kính. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đường Phật Pháp Buddha Dhamma, bởi vì chúng tôi phải chuẩn bị ra bên ngoài để đi tụng kinh. Do đó xin được chấm dứt chương trình ở tại đây. Bây giờ thì thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có bài giảng Phật học cơ bản. Dạ, Phật học cơ bản chứ không phải là bài học Phật học cơ bản chứ không phải là lớp Phật thắng pháp tốt yếu. Là thứ hai chúng tôi mới thắng pháp tốt yếu. Chúng tôi quán chuyện với Hòa Thượng Tiểu Sư. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại tất cả vào ngày mai. Nam Mô Thầy Giảng. Sa thú, sa thú lành thay. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Sức Hoa Nguyệt. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
tiếng hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường thiên nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúng hòa trị nhân sa pang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa pang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa ta ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa pang su mang ga lang ga khan tu sa pa devatan ma pa sa